Buổi chiều có ca em lên hả Kiều? Dạ có, chị chuẩn bị cắm chị. Đang cắm chuẩn bị em lên hả? Dạ. Cái gì nữa vậy? Dạ em đang chuẩn bị chân yến. Chân yến hả? Dạ. Sao quá trời vậy? Dạ bên chỗ anh Phương mới giao chị. Vậy đó hả? Dạ. Chị chuẩn bị chân lên tại bữa tụi em bán gần hết rồi. À chị quên nói chị. Xét gì quên nói chị. Chị có quá chừng quà luôn á. Quà hả? Dạ quên sorry quà chị. Quà gì nữa? Đây không phải chứ đây. Không phải tặng áo đâu chứ hả? Đâu chị đây cái đây chị có nguyên thùng. Ủa? Nguyên thùng rất bự, với lại là cái này á là cam của anh Đại Nghĩa tặng chị. Ồ dạ. Hôm bữa chị có thấy anh Đại Nghĩa nhắn nè. Không bụng bịch to lắm chị, nhưng mà do chị thủy chi cho mọi người, còn này còn của chị thôi, để chị mang về cho ba bạn ở nhà chị nè. Sao đưa chị nhiều dữ vậy? Dạ không, tại nhà chị có ba bằng nhỏ, còn chị thủy chia từng bịch cho từng một anh chị cho mọi người hết chưa? Dạ rồi chị to lắm cái túi chắc bự gần cái thùng luôn á chị. Trời ơi biết ơn anh Đại Nghĩa lắm nha. Anh Đại Nghĩa đố em biết cam này ở đâu ra? Chắc cam ở dưới quê á, anh nói dưới quê để lên á, không có cập nhật thông tin gì hết trơn. Dạ sao anh Đại Nghĩa đang giải cứu cam? Giải cứu cam cho bà con á. Anh Nghĩa mua rất là nhiều cam, sau đó là anh Nghĩa tặng cho các chùa. Nhưng mà không biết tại sao trong cái danh sách chùa đó lại có mình. Không, anh mẹ anh đem rồi dẫn mấy gì rồi tới khám răng rồi nữa. À hôm qua là có mẹ. Chị của anh Đại Nghĩa. Mẹ anh Đại Nghĩa bây giờ đang ở bên Mỹ rồi. Có chị của anh Đại Nghĩa đi qua làm răng, và anh Đại Nghĩa có gửi một cái tụng cam phải không? Tụng bự lắm hả? Dạ. Tại hôm qua không có ở nhà, không nhận, thành ra không có biết các quý bà con cô bác. Là bây giờ được chia của nạ của Dung được chia ở đây. Nhưng mà anh Đại Nghĩa là đem đi chùa tặng cho các thầy, cho các chùa. Dạ. Nhưng mà không biết tại sao mình lại được một bịch. Chắc mình cũng màu vàng, nhưng mình giống chùa thôi màu vàng. Giống dạ chùa. Không, màu vàng giống chùa thôi chứ mà mình không có chùa chị. Ủa bữa giờ bán hết yến chưa? Dạ bán hết rồi, tụi em mới kêu thêm 1 ký một nữa. Nhưng mà đều ở bên anh Phương rất. Em bán hết hay là em đem tặng hết vậy? Thì bữa chị nói tặng cho công nhân viên thì gói tặng rồi. Tôi cũng bán nữa. Giờ chỉ còn nhưng mà không có hàng luôn nha. Không có hàng hả? 610g thôi, 650g thôi. Chứ không có đủ hàng. Ý là em kêu 1 ký mà chưa giao đủ hả? Giao, dạ chưa đủ. Giao 600g trước hả? Có đặng thêm áo nữa. Đâu đưa chị coi. Áo size S, M con một chút. Rồi, để coi bận vừa không quý bà con cô bác. Chắc vừa lấy size M đi. Chị. Để chị thử coi. Là size M. Trong thùng là có đồ này của em bé chị. Đâu, người lớn nè. Thấy đẹp nha. Đẹp nha. Không mình lẽ ngon thử cái có 37 luôn á. Từ để chồng vô thử. Chồng luôn. Cái này được nha, cái này bận được nha. Không ấy để xin thêm mấy kiểu. Ý, đẹp nha. Đẹp nha bạn. Ví dụ như mình mặc váy giống nhau rồi nè. Giờ áo giống nhau nữa là nguyên bộ luôn á. Cái là chồng vô thôi. Không, cái này mình phải nhét nó vô trong váy xíu. Cho nó ngắn lên xíu là nó sẽ đẹp nè. Chị, đẹp không? Chị mặc đẹp á chị. Đẹp không? Dạ. Không ấy để hỏi anh Khương ơi còn không, gửi qua đây để làm đồng phục. Đẹp nha cả nhà, dễ thương nha. Dễ thương. Ngon hết sảy con 17 nè. Hết sảy con 17. Cái này cũng cưng nè chị, nhìn mà nhìn cái hình là thấy muốn ăn yến luôn á. Quý bà con mà ăn là coi như là. Làm gì có yến trong này. Đây nè thấy không, đó. Ê sau này sẽ lớn hơn nè. Ngon dễ thương lắm cả nhà. Mà ăn mà úp cái tô vô luôn nè. Đó. Mày. Khương dừa nè, phía sau có khương dừa nè, khương dừa con nè, size M nè cả nhà. Cái này là của trà sữa. Vậy hả? Mà có vải nó mịn đã ghê, vải xịn lắm luôn á. Vải rất là tốt. Thôi vậy thì quý bà con cô bác ăn yến còn cho Dung xin mấy cái áo nha cả nhà. Hình như áo này để dành cho tặng cho khách mua yến á chị. Dành tặng khách mua yến á hả? Không, mình tặng khách mua yến mà. Đấy là quà tặng thêm, mình là đại lý chính á. Mình mới được tặng thêm thôi. À vậy đó hả? Với lại quý bà con cô bác ai mà mua yến thì chị Dung xin mấy cái áo này nha cả nhà. Dung thích cái áo này rồi đó, bây giờ chắc là sẽ thường xuyên bận, sẽ hay bận cái này. Tặng thêm cái này nữa chị. À ai mua 200g thì sẽ tặng một cái hộp trà hoa ngũ cốc. Hộp trà hoa ngũ cốc nè, trà này gọi là trà dưỡng tâm. Hay là cái trà này uống nó sẽ làm cho tâm hồn mình tịnh tâm hả chị? Đúng rồi. Tịnh tâm lại, an lại. Và khi mà mua cái này sao người ta ghi là trà này để điều trị mất ngủ với lại giảm cân ngoài chị? Đúng rồi, là dưỡng tâm đó. Có nghĩa là khi mà tâm mình an rồi thì mình sẽ dễ ngủ. Dạ. Đó. Gì để tặng thêm khách? Một hộp yến thì sẽ đi kèm là hạt sen với lại đường phèn.
đặc biệt nha, riêng yến trà sữa là sẽ có thêm cái này nữa, có cẩm nang, có cẩm nang để mình mà có thể nấu đúng cách rồi những cái món mình chế biến đó chị. Ừ, dạ. Thôi em đang chất cho xong, chân lên cho nó ấy. À, thôi sẵn chị để ở đây chứ, để lát nữa chị đi nữa. Em sợ chị. Ok. Chị có quà của chị nghệ sĩ Ngọc Huyền á. Của chị Ngọc Huyền đó hả? Chị nghệ sĩ chị nghệ sĩ Ngọc Huyền cũng đang giám khảo á chị, cho chương trình ngôi sao. Giám khảo ngôi sao miệt vườn có chị Ngọc Huyền có nhắn chị. Dạ. Chị mới gửi, chị gửi chị hôm qua. Tặng cái này, tặng cái này là tế bào gốc. Tế bào gốc của chị. Giúp là tinh chất căng bóng và phục hồi da nè. Dạ. Rồi tặng cái này là kem chống nắng. Trời không ơi, mà da chị ở ngoài đẹp lắm luôn. Chị Ngọc Huyền. Dạ. Trời ơi, chị Ngọc Huyền siêu đẹp, nói gì vậy? Da chị đẹp lắm luôn, căng. Đố em biết chị Ngọc Huyền năm nay nhiêu tuổi? Hôm qua em hỏi rồi sao, như trên 50 sao em nhớ vậy? Trên 50 hả? U 50 phải. Không, chị Ngọc Huyền là 70 rồi đó. Ừ. Gì vậy? Không, chị Huyền sinh năm 70. Em nhớ là cộng trừ nhân chia cũng làm tốt lắm mà. Thôi dạ, chị Huyền sinh năm 70. Chị, nhưng mà có cái này nữa, cái này là chị để lên nè mà chị không biết nè, đây là một cái thùng quà. Em không biết, tụi em mới mở ra thôi nhưng mà chưa coi gì trong đó hết á. Sao cái gì quá trời quà, nhưng mà cái này ai gửi? Dạ. Cái này ai gửi? Không có biết luôn á chị, đây nè, không có ghi vậy? Tên. Cameraman, focus vô đây cameraman. Mà cái này có vẻ ngon á chị. Snack chuối nè. Snack chuối hả? Ủa cái này ai tặng? Có ấy không? Cái này là không có ai nhắn chị nha, không có ai có thông tin gì nha. Em không biết đến bữa giờ đầu năm tới giờ nhận bao nhiêu quà của chị luôn á. Dạ. Xin chào chú. Chú là chờ cắm em lên hả chú? À hả. Dạ. Bữa nay cắm mấy trụ á chú? Ờ ba. Ba trụ hả? Chú ăn chưa rồi chưa chú? Ăn mấy lần rồi chú? Anh mới có một lần hả? Mới có một lần sẽ mặc buồn chú. Mới có một lần, mới qua bên thì qua bên mắt xong rồi từ nó chuyện là bên mắt ngồi chuyện rồi đó. Qua bên viện mắt đối diện đây hả chú? Bên chào anh. Vâng vâng. Làm ở đó. Bên viện mắt là Điện Biên Phủ. Điện Phủ. Nguyễn Thông. Sau vâng. Thì đang làm mặt nó tắt ra. À. Ông chú là bác sĩ hả? Không, được rồi, nói giáo sư đó là bác sĩ. À. Thiệt hả? Thiệt hả? Hả? Thiệt hả chú? Giáo sư là sĩ. Ngang với lại gì thôi. Hả? Ngang với tiến sĩ hôm nay cắm em len cho chú không? Ngang ngang hồi xưa với lại nếu mà đang làm mặt ngang với lại do giáo sư Thế Quang thôi. À, cũng biết. Thôi. Được Thế Quang. Thiệt hả chú? Hình như là mới dỗ mà. Dạ. Ừ, đúng rồi. Nhà mới xuất nó trong của Minh. Vâng vâng. Minh Hiếp. Minh Hiếp. Dạ. Bác sĩ Minh Hiếp. Vậy chú là nhưng mà chú về mắt hả chú? Vợ là Hoàng Thị Lũy. Dạ. Chú là về bác sĩ mắt. Giáo sư Thế Quang nè. Trời ơi, giáo sư Thế Quang. Không, không, nhưng mà đó là giáo sư ngăn làm mặt. Phó trường đại học giác làm mặt. Dạ, dạ, dạ. Còn bây giờ? Người Ninh là bác sĩ Ninh là giám đốc điều trưởng. Dạ. Đại học y dược. Dạ. Dạ. Con chú. Chú tên gì? Thế đó là giáo sư rồi, thì tới bác sĩ. Là giáo sư rồi. Khoan, con không có biết luôn á. Rồi, sao biết đến đây? Sao biết đến đây? Chị tấm hồn. Trời đất ơi. Không biết luôn á, giáo sư bệnh viện mắt mà chú ẩn danh chú vô chú làm em lên cả nhà. Đâu có đâu, có tên chú trên hồ sơ mình mà. Nhưng mà chú không có nói, mình không có biết. Dạ. Cùng thời với lại sở dĩ là hồi đó em với lại không gì không định. Dạ. Bác sĩ Định phải không? Dạ. Dạ. Tiến sĩ. Rồi chú có biết tiến sĩ Định cạnh cạnh đó không? Bác sĩ Huỳnh Anh Lan rồi nữa. Một thời đó dạ. Dạ. Chắc có bằng. Dạ bác sĩ biết. Bác sĩ viết ở quận 4. Hồ Hoài Nam. Dạ có Hồ Hoài Nam nữa, chú biết Hồ Hoài Nam. Đúng không? Hồi năm thẩm mỹ phải không? Dạ. Trời ơi, quá chú trời. Chú là gì? Chú tên gì? Em, lấy hồ sơ. Nguyễn Phi Long. Chú là Nguyễn Phi Long. Nguyễn Phi Long. Dạ. Hồ Hoài Nam cứ giá ta. Cứ về giác hồng mặt hết ta. Bác sĩ làm chú rồi giờ chú làm ở đâu? Ở bên kia. Chú biết thầy Hoàng Tử Hùng không? Dương Tử Hoàng Tử Hùng biết. Hoàng Tử Hùng. Dạ. Giáo sư Hoàng Tử Hùng. Giáo sư Hoàng Tử Hùng. Dạ. Rồi giáo sư Lê Đức Lắng. Dạ. Là lắm thì ngay chỗ Lê Minh Sĩ. Dạ đúng rồi, chồng con Diệu đó. Ừ, đợt trước tôi có làm, đây có làm đó. Bạn chú hết luôn hả chú? Không. Rồi biết luôn. Giáo sư lớn tuổi thôi. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Thế là chú. Trời ơi. Chú có quen đặt quá vậy chú. Ủa vậy cho con hỏi xíu, sao chú chọn tụi con vậy? Sao trong giữa một dòng đời. Không, nhiều khi mà làm ở đây thì nó rẻ hơn.
uy tín mà rẻ hơn xíu nữa, rẻ hơn xíu giá phải chăng? Thôi, từ người đẹp của em, trời ơi cười cái coi cười. Trời ơi đây đẹp rồi nè, khoan cười. Cô chú, có kết cận với là người của An Na. Làm nhiều nha, vừa xong nha cả nhà. Thì đây là vừa gắn xong nha cả nhà. Ở chỗ anh chụp hình nè hả? Nè, chữ coi nào bây giờ. Không, bao nhiêu ngày tháng mới xong cái hàm răng này đây? Bao nhiêu ngày tháng mới xong cái hàm răng này đây? Năm rồi. Một năm tới tháng sau là một năm rồi. Dạ yeah. Cắm năm rồi, bây giờ là về phục hình nè cả nhà. Khó khoa. Sau khi mà làm xong cái hàm răng này thì anh cảm thấy sao? 2.63 giờ vào. Bây giờ là thấy cái màu với cái form là ok rồi phải không? Dạ. Giờ có coi ăn. Bây giờ bác sĩ Minh là giám đốc đó. Dạ bác Minh. Dạ. Cảm ơn anh Dũng nhiều nha anh Dũng. Chết xong rồi bác sĩ Minh. Bác sĩ Khởi chết xong rồi tới bác sĩ Tâm lên làm giám đốc. Dạ yeah. Trời ơi quá trời. Ủa vậy xong Khởi, chú xong rồi một thời gian chú đi bung ba nước ngoài xong chú quay về. Đi quay về nè. Chú quay về làm răng nè, chú đang về làm răng nè. Rồi giáo sư luôn á. Rồi giáo sư chọn Anna làm răng coi à. Rồi ghê quá. Biết ơn giáo sư. Chú cũng coi kênh anh Khương á. Oh. À chú coi kênh anh Khương luôn. Dạ. Hay quá. Tiếp quay lại vấn đề đi. Quay lại vấn đề đi, quá trời quá đất. Nhưng mình phải cần, mình nhiều người nổi tiếng này, nhiều khi mình sơ hở là có người nổi tiếng là tới làm răng liền. Mà mình không biết luôn á. Mà không biết luôn cả nhà, chú mà... nói chú giáo sư mà Nhung không biết luôn cả nhà. Là chú biết rất là nhiều nhiều giáo sư trong ngành. Ngành của đồng mặt không chứ. Nhưng chú vẫn chọn không nhà. Nhưng mà chú định mơ định cư ở bên Mỹ luôn rồi. Chú định cư bên Mỹ đó. Ủa khoan, bây giờ quay lại nè, cái này ai tặng? Có biết đâu, nhưng mà em thấy một cái lá thư tình, từ dạ. Em cũng biết nữa, này tới mời chị đọc đi. Lá thư tình nè. Trời đất ơi. Coi chừng giống như anh được trước anh tặng món ông bự cho bá luôn á. Không biết sao luôn á cả nhà, chết rồi. Chuối sấy ngon kính chúc quý khách một năm mới sức khỏe, tài lộc, vạn sự như ý. Kiều Phương mến gửi chị Dung, Thanh Kiều. À không có thư tình gì nha bạn. Nhưng mà Kiều Phương là ai vậy? Nè, cái này mà sử dụng bằng cái bút, với bút mà Dạ Quang này ngày xưa là hồi xưa em đi học á. Là cái bút này mắc tiền lắm, 12.000 cây á. Chứng tỏ giờ còn cái bút này chứng tỏ là một cái vùng đất cũng xa xôi á. Ở đâu gửi vô vậy? Ở Ba Vì vậy? Ba Vì. Ở Ba Vì gửi vô thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà Kiều Phương hả? Cả nhà ơi, ai mà gửi chuối cho Dung á, vui lòng inbox giùm Dung cái cả nhà, nhắn tin cho Dung cái đi cả nhà. Chứ giờ Dung không biết ai để mà cảm ơn luôn nè cả nhà. Nhưng mà dễ thương không nha. Nhưng biết mà chuối nè, snack chuối nè, có số điện thoại là 09 nè, 2222 nè, 1579 nè. Thôi xíu nữa em gọi vô cho Phương đi. Dạ. Không biết. Nhưng mà nhiều khi đây không? Phải nhiều khi bạn mua bạn tặng chị sao? Không biết nữa, nhưng mà không biết là ai luôn á cả nhà. Thôi để chia cho mọi người ăn đi. Biết ơn Kiều Phương nhiều lắm. Chị gửi từ Ba Vì nhưng mà sản phẩm này ở Vĩnh Long chị. Ủa dạ. Thế nghĩa là sản phẩm ở Vĩnh Long nhưng mà gửi từ Ba Vì vô hả? Cũng không biết ai luôn á, cả nhà vui lòng inbox giùm Dung nha. Nhắn cho Dung cái tin đi. Cảm ơn nha, cảm ơn Kiều Phương rất là nhiều. Cái gì nữa, quà nữa hả? Quà của em. quà của em. Rồi thôi xếp yến lên cho nó xong đi. Cái này chia cho mọi người ăn nha. Dạ chị. Chia cho mọi người ăn đi. Cảm ơn Kiều Phương. Để chờ Kiều Phương nhắn cho Dung coi là tại Dung chị có quen mấy chị tên Phương lận, không biết là chị Phương nào đó, để đi nhắn tin như từng chị. Dạ để em lưu cái này lại cho chị. Cái thư xếp yến lên đi. Dạ chị. Cái này là hôm rồi á, là Kiều do là Kiều vừa bán với lại Kiều tặng yến cho nhân viên cũng nhiều cho cán bộ công nhân viên á, thành ra là bây giờ là order thêm yến nè. Ủa mà em order khi nào á Kiều? Em order vừa qua Tết á chị, nhưng mà giờ mới giao hàng hết hàng luôn. Hôm anh Khương khai trương á hả? Hôm ngày anh Khương khai trương là em mua đó hả? Em đặt á. Dạ. Vậy đó hả? Cả nhà ai mà mua yến có thể là gọi vào số hotline là 0909 97 nè 5533, hoặc là có thể đến nha khoa Anna, hoặc là có thể gọi vô số hotline của nha khoa Anna cũng được. Dung cũng bên Dung cũng cho ship đi cho quý bà con cô bác các anh chị luôn. Dạ anh mua yến nha anh. Chị mua yến nha chị nha. Ở đây là tụi em có bán yến nha, yến tinh chất nè, yến này là yến thô nè đó, nguyên chất 100% luôn. Dạ rồi, đẹp rồi.
anh rồi. Chàng đẹp trai mới vừa gắn răng xong. Xong chưa? Xong chưa anh? Răng anh xong chưa? Dạ xong rồi. Anh gắn bao nhiêu răng vậy? 16 răng à? Đâu đâu cười cười em coi coi. Đó, đâu, 16 răng. Không, anh đẹp trai. 16 răng. 16 răng hả anh? Anh là ở đâu vậy? Ở Mỹ. Ở Mỹ hả? Là cũng coi kênh anh Khương xong rồi coi kênh em hả? Dạ. Cũng coi kênh anh Khương xong rồi coi kênh em hả? Dạ bà chị giới thiệu. Bà chị giới thiệu hả? Dạ. Anh dạ. Nghe điện thoại đi, anh nghe điện thoại đi. Dạ, anh vừa mới gắn xong 16 răng. Quên hồi nãy quên hỏi anh Dũng nhưng mà ủa anh Dũng là gắn bao nhiêu răng vậy bé Kiều? Hình như 20 mấy răng phải không? 20 mấy răng với lại 7 implant phải không? Dạ. 22 răng hay sao? 22 răng với 7 implant hả? Dạ. À. Hồi nãy anh Dũng mà hồi nãy là 22 răng với 7 implant cả nhà. Còn anh là 16 răng vừa mới gắn xong. Cả nhà nếu mà ở giáo đây sư nè. À, giáo sư bây giờ cắm 3 trụ im len. Giáo sư nhưng mà Dung với Kiều không có biết do đi vô làm răng và cũng không có nói gì hết, nhưng mà nói trò chuyện thì mới biết thôi. Dạ thôi bây giờ sắp xếp yến để còn bán còn trưng bày nữa. Rồi quý bà con cô bác ai mà mua yến á, mà ở khu vực quận 10, quận 3 thì có thể chạy qua Anna mua cũng được. Đâu gọi tụi em ship luôn. Ờ có rồi, một là gọi hotline này, một là gọi hotline này, hai là gọi hotline Anna cũng được. Anna. Cái này là hotline chỗ bé Trung là vợ của cậu Tư cầm á. Còn bên Dung thì là hotline là 1800 2072. Đó. Quý bà con cô bác có thể gọi như những số đó. Cái này là Tết chắc tặng hết rồi đúng không? Xong rồi bây giờ order thêm đúng không? Cũng bán nữa chị, khách cũng bán ra tới mua mà. Khách coi kênh của chị á, khách tới mua. Có, cũng có nhiều người á là đi thẳng vô đây mua yến cả nhà, không có phải đi làm răng mà đi vô mua yến cũng vui lắm. Em quên kể chị nữa, hôm qua chị đi xong có hai cô chú kia kìa, tới đây chị xin chụp hình với chị thôi, ở bên nước ngoài về không có khám răng. Vậy không có hả? Không có làm răng tại vì răng mới làm ở bển à. Nhưng mà muốn tới gặp chị thôi để xin chụp hình, xong không có chị, xong rồi biết sao xong em bước vô xong cô chú nói ôi phải là đây là anh A Kiều không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Không, chú không có dung nhan dung dẻ thì anh A Kiều vô chụp. Dạ đúng rồi, nhưng mà tiếc là đúng không có chị ở nhà, em bảo là chị tại vì chị cũng bận nhiều việc á nên thành ra nếu mà có lịch trước mới được. Sau cô chú hẹn là đi du lịch xong quay dưới đây để gặp chị chụp hình thôi. Thì cô chú nhắn trước đi, cái ngày nào cô chú đến cô chú nhắn đi xong rồi chị ở nhà chị tiếp. Em có nói là cô chú có vô fanpage của mình để like, để nhắn tin trên cái fanpage của Nha Khoa Anna. Ok, yeah. Ok. Yeah. Thì quý bà con cô bác khi mà đến Nha Khoa Anna mà không có Dung thì có bé Kiều ở nhà tiếp, rồi có bé Nguyên, rồi có mọi người, có rất là nhiều. Có chị Thiêu Thân Thiện đó, ở nhà sẽ tiếp, ví dụ như không có Dung ở nhà thì cả nhà cũng đừng có lo, ở đây có rất là nhiều người tiếp đón. Rồi hôm nay thì quay clip cũng như là không ngờ là ở nhà nhiều quà cáp như vậy gửi đến. Đó mà Kiều ở nhà bán yến cũng tốt lắm nha cả nhà. Đó thì hai chị em Dung xin phép kết clip ở đây nha cả nhà. Xin chào quý con bác ạ. À.